Minh Đức mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong bối cảnh suy thoái kinh tế chung của thế giới và cả nước, nhưng phát triển kinh tế xã hội của Cần Thơ trong tháng 1 vẫn ghi nhận những dấu ấn tăng trưởng tích cực. Đầu xuân Giáp Thìn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ chỉ đạo các ngành các cấp các địa phương sau Tết tăng tốc thực hiện các công trình phần việc, đặc biệt là xúc tiến kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án lớn để sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội và tiến độ phân kỳ của nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, tháng 1 năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn thành phố ước đạt 10.938 tỷ đồng, tăng 10,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 186 triệu đô la Mỹ, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm trước. Ngay trong Tết Nguyên đán 2024, thành phố vẫn xác định tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để chủ động nguồn hàng hóa, phục vụ cho Tết. Song song đó, tổ chức nhiều hoạt động cho người dân vui xuân đón Tết. Về mục tiêu phát triển chung của thành phố tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời phát huy vai trò của tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Qua đó tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, minh bạch, tăng niềm tin của doanh nghiệp khi phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư vào thủ phủ miền Tây. Đầu năm Giáp Thìn 2024, ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cho biết, việc phát triển doanh nghiệp ở Cần Thơ đang có bước tiến triển tốt. Cụ thể, trong tháng 1, Cần Thơ đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho gần 100 doanh nghiệp các loại hình, đạt 5,33% kế hoạch năm với tổng vốn đăng ký trên 660 tỷ đồng. So cùng kỳ năm ngoái, thì số doanh nghiệp mới ở thủ phủ miền Tây đều tăng về lượng và vốn đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cũng cho biết, số doanh nghiệp thành lập mới trong năm qua của vùng đồng bằng sông Cửu Long là 11.381 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 99.162 tỷ đồng. Nhờ đó đã tạo ra việc làm cho thêm 72.000 lao động. Tuy nhiên, so với năm trước, đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ 1% về số lượng doanh nghiệp thành lập và giảm trên 46% về số vốn đăng ký. Vùng đất Chín Rồng xếp thứ tư trong 6 vùng kinh tế về số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước và xếp thứ 5 về số vốn đăng ký. 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phong Điền đã đoàn kết một lòng, khai thác tốt các nguồn lực tiềm năng thế mạnh của địa phương, đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đích đến gần nhất của địa phương này là huyện nông thôn mới nâng cao. Nhiều người rất đổi vui mừng khi thấy địa phương mình có nhiều khởi sắc, đường lộ rộng rãi, thông thoáng, hệ thống chợ được đầu tư khang trang, mua bán nhộn nhịp. Từ khi mà thành lập huyện Phong Điền đến nay, bà con nhân dân chúng tôi là rất là phấn khởi, hệ thống giao thông nông thôn rất là thuận tiện, phát triển thêm một số cái điểm du lịch, sinh thái, cơ sở hạ tầng, các cái khu hành chánh của huyện Phong Điền cũng là rất là khang trang. Thời gian qua, Phong Điền được thành phố quan tâm triển khai nhiều dự án quan trọng, tạo bứt phá mạnh mẽ. Đặc biệt, từ nguồn ngân sách, huyện đầu tư trên 13.390 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng như chợ, trường học, nhà văn hóa, lộ giao thông nông thôn, qua đó tạo diện mạo mới cho địa phương và sớm trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Hiện nay, huyện đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Góc độ là người dân thì chúng tôi cũng tích cực là tham gia các cái phong trào vận động của địa phương, chẳng hạn như là làm vệ sinh cảnh quan môi trường, rồi là hỗ trợ để mà xây dựng cái giao thông nông thôn. 20 năm qua, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt 75 triệu 100 ngàn đồng một người một năm, tăng gấp 13,5 lần so với năm 2004. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,06%. Kết quả này là nhờ huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao đời sống nhân dân. Chỉ đạo quảng bá đầu tư khai thác phát triển du lịch sinh thái, huyện hiện có 65 điểm tham quan du lịch và di tích lịch sử văn hóa. Năm 2023, thu hút trên 1,6 triệu lượt khách tham quan, tăng 125 lần so với năm 2004. Tổng doanh thu trên 485 tỷ 500 triệu đồng. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, đạt chuẩn OCOP,
nhãn hiệu hàng hóa, mã vùng trồng, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa. Mình đã có Vietgap, có nhãn hiệu hàng hóa và có chứng nhận OCOP, thì sắp tới đây thì mình sẽ được chứng nhận mã vùng trồng. Và định hướng của tổ hợp tác sản xuất sầu riêng Kinh Thới sẽ nâng lên cái chất lượng Global Gap để tiến tới những cái thị trường khó tính. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo đó thì huyện ủy sẽ như là triển khai toàn diện đồng bộ các giải pháp về là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, rồi thường xuyên là đấu chiếu bám sát với là quy hoạch huyện, quy hoạch của thành phố Cần Thơ, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát, để qua đó thì tháo gỡ rồi đôn đốc nhắc nhở nhằm đảm bảo các chỉ tiêu nghị quyết được thực hiện thắng lợi, góp phần là cho huyện sớm đạt các cái tiêu chí của một huyện nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là gắn với cái định hướng thành lập cái thị xã Phong Điền là đô thị sinh thái đặc thù giai đoạn 2026-2030. Với tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội cùng với sự đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở sẽ là những động lực, là nền tảng quan trọng để huyện Phong Điền xây dựng và phát triển trở thành đô thị sinh thái trong thời gian tới. Theo phương án cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27, Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, từ ngày 1 tháng 7, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo phương án cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng khoảng 30% tính cả lương cơ bản và phụ cấp. Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7% một năm. Một điểm đáng chú ý được lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết là người đứng đầu có quyền trong việc ban hành cơ chế để sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, thuê chuyên gia, thu hút và trọng dụng những người có tài năng vào trong khu vực công. Các cơ chế sẽ sớm được cụ thể hóa để các cơ quan đơn vị thực hiện. Trong năm 2023, huyện Phong Điền thực hiện tốt chế độ chính sách người có công, trong đó đã chi trợ cấp cho các đối tượng kịp thời, đầy đủ, vận động sửa chữa và xây mới được 50 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện Phong Điền hiện có hơn 2.760 người có công với cách mạng, trong đó có 635 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên. Trong năm, Ủy ban Nhân dân huyện quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng, chi trợ cấp và tặng quà hơn 3.370 lượt đối tượng với tổng số tiền trên 2 tỷ 300 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 50 căn nhà tình nghĩa và 6 sổ tiết kiệm, tổng trị giá trên 3 tỷ 200 triệu đồng, thực hiện gia hạn cấp mới bảo hiểm y tế năm 2023 cho đối tượng theo quy định. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động tri ân và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và các dịp lễ Tết. 24 năm xây dựng và phát triển, câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ là điểm tựa cho cán bộ nghỉ hưu sinh hoạt giao lưu, tham gia các hoạt động văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao, sống vui, sống khỏe và sống có ích cho cộng đồng, xã hội. Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ được thành lập cách nay 24 năm, xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của cán bộ hưu trí, mong muốn có nơi giao lưu giải trí, rèn luyện sức khỏe, trao đổi thông tin, cùng chia sẻ những tâm tư, tình cảm, động viên nhau phát huy truyền thống đoàn kết, phẩm chất đạo đức cách mạng. Đặc biệt, trong năm 2023, câu lạc bộ được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đầu tư 2 tỷ 500 triệu đồng, sửa chữa và nâng cấp trụ sở khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi còn tổ chức là quan tâm cái vấn đề thời sự, chính trị để cho các cô chú mình là không bị lạc hậu tình hình, tổ chức các cái chuyến tham quan về nguồn, các cô các chú tham gia rất là đông đủ, tạo được cái sinh khí là vui tươi phấn khởi. Ngoài cái đó ra thì các cái đơn vị trực thuộc như hoạt động cờ tướng, rồi dưỡng sinh, rồi bóng bàn là cái nơi mà các cái đơn vị này là coi như là rèn tập trung cho cái rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí, được các cô chú là đến là rất là đông đủ.
được thành lập từ năm 1988, câu lạc bộ dưỡng sinh khu vực 7 phường Xuân Khánh được câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ tạo điều kiện hỗ trợ sân tập luyện, tham gia thi đấu giải các cấp từ địa phương đến trung ương đều đoạt giải. Từ đó tạo cho chị em có một sức khỏe tốt, niềm vui và động lực trong cuộc sống. Trước đây á, cái câu lạc bộ á, chỉ khoảng từ 5 tới 8 chị em thôi, tập thường xuyên. Nhưng hiện tại á, là được 31 chị em. Chị em nó được cái sân bãi rộng, thoải mái và tập như thế này á, là tạo cái mối gắn kết của chị em với nhau. Có cái niềm vui hàng ngày và có sức khỏe. Tương tự, câu lạc bộ bóng bàn thuộc câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ cũng thành lập cách đây tròn 24 năm, ngày càng thu hút nhiều hội viên hưu trí tham gia tập luyện, giao lưu thi đấu. Từ ngày mà có ấy, thì các hội viên tụ tập ở đây cũng đông và rèn luyện thì thấy sức khỏe nó khỏe ra. Nhiều đồng chí là bệnh tật nhưng mà vẫn rèn luyện đều và sức khỏe nó bảo đảm tốt hơn. Và cái không khí nó vui tươi, lành mạnh. Tôi tham gia tinh thần thì rất là thoải mái và sức khỏe thì ngày mình nâng lên. Từ giai đoạn đầu là một bàn với dĩ vài chục vị tham gia tập luyện thì đến ngày hôm nay chúng tôi đã thành lập được một cái câu lạc bộ là đầu tư được khang trang với 3 bàn và thu hút được là 140 là hội viên của câu lạc bộ bóng bàn tham gia, trong đó thì có là 80 vị là cán bộ hưu trí. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho các cụ và các vận động viên là tham gia tập luyện, vui chơi, giải trí. Hiện tại, câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ có 1.127 hội viên. Trong 24 năm qua, việc tổ chức sinh hoạt chính trị thời sự định kỳ vào ngày 20 hàng tháng trở thành nề nếp, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ hưu trí. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tổ chức mừng thọ, thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau hoặc gia đình hữu sự, tổ chức các chuyến về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, tham quan danh lam thắng cảnh. Qua 24 năm xây dựng và phát triển, câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ thực sự là điểm tựa tinh thần, là mái nhà chung của nhiều thế hệ cán bộ hưu trí và là nơi để các cán bộ có quá trình công tác, kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến, góp sức xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại thì quận Ô Môn đã cơ bản hoàn thành các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân vào ngày 27 tháng 2 tới đây. Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Ô Môn và các phường đã thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định. Để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận đẩy mạnh thực hiện rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ để ra lệnh gọi khám sức khỏe, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự để công dân thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Năm nay, quận Ô Môn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 226 thanh niên lên đường nhập ngũ. Theo đánh giá, tình hình sức khỏe các thanh niên đạt yêu cầu đề ra, trình độ chuyên môn kỹ thuật đảm bảo. 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện. Dự kiến hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 26-27 tháng 2 tới. Nhằm bổ sung lực lượng trẻ quá đội ngũ đảng viên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đảng, quận ủy Cái Răng tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển và tạo nguồn phát triển đảng viên mới vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian qua, một số tổ chức cơ sở đảng ở quận Cái Răng gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới. Do ở nhiều khu dân cư, các đối tượng kết nạp đảng vì sinh kế phải rời địa phương đi làm ăn xa hoặc hết nguồn. Thế nhưng bằng quyết tâm chính trị cao, đảng bộ quận đã triển khai các giải pháp quyết liệt sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên đề ra hàng năm. Trong công tác phát triển đảng thì quận cũng luôn quan tâm phát triển trong học sinh, sinh viên để làm cái nguồn bổ sung nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho đảng, góp phần xây dựng đảng chính quyền vững mạnh. Để được trải qua giây phút thiêng liêng khi đọc lời thề trước đảng kỳ, 7 đoàn viên ưu tú là học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng đã rất nỗ lực trong cả quá trình dài rèn luyện tư tưởng, nhận thức và hành động. Niềm vui được nhân đôi khi các đảng viên mới này được ra quyết định kết nạp đảng vào thời điểm vừa trở thành những tân sinh viên các trường đại học. Đây là động lực để các đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu, trưởng thành hơn trong chặng đường sắp tới.
được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ là tôi sẽ, ngoài tự hào này, tôi còn có trách nhiệm là ngày càng học tập, rèn luyện, trau dồi bản thân để xứng đáng hơn. Những em học sinh mà có thành tích cao thì khi mà đã có thành tích cao thì đoàn thanh niên đưa vào cái tổ cảm tình đảng này, thông qua cái tổ cảm tình đảng sinh hoạt ở trong đó và giới thiệu nhân rộng ra, có nghĩa là cho các em tham gia các cái sinh hoạt để các em tham gia hoạt động, có nghĩa là vừa có thành tích về học tập, vừa có thành tích về phong trào. Và từ đó khi mà kết nạp giới thiệu kết nạp đảng thì đa số các học sinh đồng ý với tỷ lệ rất là cao. Chủ trương phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên được quận ủy Cái Răng tập trung chỉ đạo thời gian qua nhằm tăng cường sức trẻ cho đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ đảng viên. Kết quả năm 2023, Đảng bộ quận Cái Răng đã kết nạp tổng số 131 đảng viên mới, đạt 100,77% kế hoạch năm. Như vậy, chỉ hơn nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng đảng viên mới đã nâng lên 386 đồng chí, đạt 96,5% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ quận đề ra trong cả nhiệm kỳ. Mục tiêu trong thời gian tới của em là sẽ phấn đấu học tập tốt và sẽ chấn chỉnh lại bản thân về những cái như là tác phong chuẩn hơn, và cái thứ hai là tham gia tích cực hơn các hoạt động và vận động các ví dụ như gia đình của mình hoặc là bạn bè người thân để góp phần xây dựng quê hương nhiều hơn. Với sự chủ động linh hoạt từ công tác chỉ đạo đến bồi dưỡng tạo nguồn, Cái Răng đã ghi dấu ấn đậm nét về công tác phát triển đảng viên và hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo bứt phá trong năm mới 2024, góp phần xây dựng đảng bộ quận ngày càng đông về số, mạnh về chất, phát triển vững mạnh toàn diện. Xin được liên tục chương trình. Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 tới mùng 4 Tết, hoạt động múa lân sư rồng trên địa bàn của Ô Môn diễn ra sôi nổi, phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết. Các đội lân trong quận đi biểu diễn phục vụ bà con nhân dân, các cơ sở kinh doanh đều khắp 7 phường trong quận, thu hút nhiều người dân đến xem. Riêng ngày mùng 4 Tết thì nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận khai trương hoạt động trở lại, các đội lân chủ yếu phục vụ các cơ sở kinh doanh. Múa lân là nét đẹp văn hóa truyền thống, đa số mọi người cho rằng vào những ngày xuân, múa lân sẽ mang đến những điều may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng, phát đạt. Trong năm 2023, quận Ô Môn được phân bổ hơn 173 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản. Quận đã sắp xếp bố trí cho 85 công trình. Những công trình được phân bổ vốn để xây dựng đều mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cho sự phát triển chung của quận. Trường tiểu học Trần Hưng Đạo là một trong những điểm trường trung tâm của phường Châu Văn Liêm, giảng dạy cho hơn 1.000 em học sinh các khối lớp. Qua nhiều năm sử dụng, trường đã xuống cấp. Ủy ban nhân dân quận đã phân bổ gần 3 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa, xây dựng thêm khối phòng học mới tại trường. Đến nay đã thực hiện đạt gần 65% khối lượng hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5 tới. Về phía nhà trường thì cũng rất là vui mừng. Đó. Được cái công trình như thế thì nhà trường sẽ cố gắng là phấn đấu hoàn thành các cái nhiệm vụ chỉ tiêu cũng như là cái phong trào dạy và học, tham gia tốt cái phong trào để đạt cái niềm tin của các cấp lãnh đạo dành cho nhà trường. Biện pháp thi công của đơn vị chúng tôi là khi nhận được cái mặt bằng từ phía đơn vị sử dụng thì chúng tôi sẽ rào chắn, che chắn, đảm bảo an toàn lao động trong công tác thi công. Trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ cố gắng tập trung tất cả nhân lực, thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ công trình đúng theo như cam kết với chủ đầu tư. Còn tại phường Long Hưng, dịp Tết năm nay, bà con nhân dân tại khu vực Thới Quả B lại thêm vui vì tuyến đường Trần Ngọc Quằng đã được sửa chữa, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông giao thương hàng hóa. Dự án này dài 1.300m, được đầu tư với kinh phí gần 10 tỷ đồng. Hồi xưa là ổ gà, ổ voi, rồi xe chạy là nó té liên miên, rồi nâng cấp lên tới giờ rất là dân chạy ổn định, rồi dân ta cũng bà con rất là quan nghênh phấn khởi, cũng nhờ nhà nước quan tâm tới cái đường lộ này rất là quý. Trong năm 2024, quận Ô Môn được phân bổ 227 tỷ 600 triệu đồng vốn xây dựng cơ bản, phân bổ cho 58 công trình, trong đó công trình của năm 2023 chuyển sang là 25 công trình chuẩn bị khởi công mới 30 công trình. Các dự án trước khi đầu tư đều được ngành chuyên môn khảo sát, ưu tiên tập trung vào những công trình thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. Đối với từng cái công trình thì
ban đều có là ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị thí nghiệm, phối hợp với ủy ban nhân phường, các đơn vị sử dụng thường xuyên là kiểm tra và tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn cho nhà thầu để làm sao để đẩy nhanh cái tiến độ, rồi đảm bảo được cái chất lượng và nhất là mang lại cái sự hài lòng khi mà cái công trình được bàn giao cho đơn vị sử dụng. Các công trình tập trung là các công trình chuyển tiếp và một số công trình khởi công mới trong năm 2024, tập trung cho các lĩnh vực như là đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình mang tính chất là giao thông liên các phường, các công trình là trọng điểm, đồng thời là phân bổ vốn cho các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa cũng như là các công trình về an ninh quốc phòng của địa phương. Sử dụng nguồn vốn đầu tư công phù hợp với định hướng phát triển của quận, gắn liền với lợi ích của người dân là đòn bẩy để quận Ô Môn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong thời gian tới. Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, thì cho đến hôm nay, mùng 4 Tết, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho Tết Giáp Thìn trên địa bàn thành phố vẫn ổn định, không tăng giá bất thường. Cụ thể, giá các loại gạo thơm bán lẻ như Hàng Châu, Vĩnh Thuận, Cà Mau, Tài Nguyên, Chợ Đào 504 vẫn giữ ở mức bán từ 22 tới 25 ngàn đồng một ký, không tăng giá bán. Đối với trái cây, xoài cát và lộc 70 ngàn đồng một ký, cam sành, cam mật 10 ngàn đồng một ký, bưởi năm roi và da xanh dao động từ 20 tới 30 ngàn đồng một ký tùy loại lớn nhỏ. Các loại rau củ quả cũng có giá bán hợp lý. Riêng đối với thực phẩm tươi sống như thịt heo 100.000 đồng một ký, ba rọi 120.000 đồng một ký, thịt bò, thịt gà vịt giữ nguyên mức giá trước Tết. Đối với các loại cá đồng có tăng nhẹ như cá lóc đồng lên đến 180.000 đồng một ký, ba sa 85.000 đồng một ký, điêu hồng 65.000 đồng một ký. Các mặt hàng thực phẩm công nghệ đều giữ giá bán theo đăng ký của nhà phân phối, có niêm yết giá bán cụ thể tại các cửa hàng tiện lợi siêu thị. Nguồn cung xăng dầu cũng ổn định, chưa có đột biến và tăng giá trong những ngày qua. Hy vọng qua Tết, các mặt hàng thiết yếu sẽ không tăng giá. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.